đang ở chợ cá Đế Vương của MC Nguyên Khang nha. Đúng là có Nguyên Khang ở đây mình được ăn miễn phí. Anh có lôi lời nào bên dành cho chủ quán không anh? Hai nè. Anh biết là em nhắn em sẽ đãi anh ăn sinh nhật tại chợ cá Đế Vương. Nhưng thật không may anh tới đây gần lúc em không có. Em đã đi quay làm cái game show ở xa xăm, xa chỗ Đế Vương này. Hay là em có thể điện thoại về gửi thông điệp mời anh đến không? Đó là không may với anh nhưng mà may với Khang anh ơi. Khang có thấy cái may mắn như là chỉ mời mình đánh bài thôi. Bữa nay thì có nhiều người bạn theo quá, có lẽ là hiện giờ là em đang ở dưới bếp đúng không? Sinh nhật mình phải tập trung như bạn bè mới vui, cho anh là anh Lan Tài trả tiền, cho nên nếu mà anh Tài là mời hết. Như vậy thì anh xin mạng khác trả tiền ở đây. Với cái sự khuyến mại, đừng có nhiều, đánh anh được. Trời em sợ mưa bão quá anh ơi, mỗi lần nghe nói anh trả tiền em sợ quá. Mọi người quý vị, hôm bữa mới anh gài. Bữa anh Tài. Mới 80% được rồi. Mọi người quý vị ơi, bữa anh Tài trả tiền xong mà Sài Gòn ngập tới nửa cái bánh xe. Bây giờ cái bữa khác mời sinh nhật đi. Thôi, em đã lỡ bữa nay thì lần tới em sẽ mời. Anh ăn mấy tuần lần rồi. Anh mấy tuần lần. Dạ có ngày cầm cầm được sống. Không, có khách đấy. Dạ. Sinh nhật anh sẽ làm 6 tuần lần. Đãi được không? Cảm ơn Khang nha. Khang nó trốn rồi anh ơi. Sao cái này nó cứ tạt hối vô mặt tôi vậy? Đây nha quý vị, chợ cá Đế Vương của MC Nguyên Khang nha, rất là hấp dẫn nha. Chỉ có xào cá chứ. Tới mà quý vị đọc code là nghệ sĩ Chí Tài là không được giảm giá nha. Đọc code nghệ sĩ Chí Tài là được kiếm mãi thêm những nụ cười xuông.